Chúng ta sẽ tiếp tục đến vòng bán kết thứ hai. Trận thứ hai thì chúng ta đó là có sự góp mặt của chiến đội Sinh Top 16 sẽ giao tranh với chiến đội cạnh bã như nào. Hai tờ đội hãy bơi tơ vào trong anh em ơi, để xem thử ai bơi tơ vào trong chưa. Vào luôn anh Phèo ơi, vào luôn đây. Rồi ok. Anh Phèo ơi, chắc lên thế giới giùm em một cái đi anh Phèo, em lưu tên anh cái. Chắc lên thế giới đi, cái gì em lỡ em đít đó, em copy thì tên anh em bay vô lại. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Không kịp tí soi này. Tí soi sau đi. Trận đấu chúng ta còn hơn 10 giây thôi anh ơi. Trong trận đấu này thì anh em có vẻ như là một thiếu lâm kèm theo một thiên bang. Đánh với hai ngày mi thì phải, có vậy phải vậy chúng ta. Anh em thấy không? À, bên kia là một hờ hỏ nè. Một cái bang và một ngam mi, một cái bang một ngam mi và ba rồi, ok. Cũng khá là tương đối như trận lúc nãy anh ơi. Nhưng mà bên này thì lại chơi cái băng rồng, cái băng cô nhóc lại chơi cái băng rồng. Cô nhóc là chơi cái băng rồng, còn kiểu nữ có chim đó là ngam mi trưởng. Hello Sơn Phạm, hello Hồng Vũ Nguyễn nha. Hello tất cả anh em. Và có vẻ như trận đấu này cũng diễn biến như trận đấu đầu tiên, khi mà Thiếu Lâm cũng đi khắc chế cái băng anh em ạ. Thiếu Lâm cũng đi khắc chế cái băng. Rồi pha này hai người áp vào một cái băng, xem xém tí nữa bốc hơi rồi anh Phèo. Máu đỏ máu trắng hoàn toàn luôn. Anh Nga My bên kia xuống phụ trợ ngay. Vẫn đang vòng vòng trên ngựa và thôi xong. Không cứu hai pha liên tiếp, Nga My không hề xuống ngựa. Có lẽ như nếu cứ để như thế này thì cô nhóc khá là bất lợi. Một mình đối chọi với cả Thiếu Lâm và cái và Thiên Vương. Đúng rồi anh ơi. Có chim thì vẫn lang thang trên ngựa không cứu rỗi đồng đội rồi. Thôi xong, một khâu để chống lại được hai cái lùng đa bên kia hay không đây. Cho đến bây giờ thì đã hơn 1 phút rồi anh ơi, vẫn chưa có một pha cover đến từ vị trí của kiều nữ. Anh cô nhóc rất khó khăn trong những pha giao tranh đầu tiên. Nhồi máu cơ tim chắc em thấy là chắc gần đi hết nửa bình máu rồi anh. Thôi tiếp tục. Máu rồi vì chịu hai đam của Thiếu Lâm và Thiên Vương. Rồi chúng ta tiếp tục một pha 2 F1 đến từ vị trí của hai anh họ kia bên kia. Liệu có nhấp con sáu hay không? Máu trắng rồi. Nga My bên kia vẫn không cover. Đây là một tình huống đánh kiểu gì đây? Mình vẫn chưa biết được cái ý đồ của kiều nữ cắt chim. Thôi xong. Là Nga My đang câu kéo thể lực, nhưng mà nếu câu kéo kiểu này thì quá bất lợi cho người đồng đội còn lại. Đúng đâu. Đồng mình liên ngâm máu với Thiếu Lâm và Thiên Vương của phía bên kia. Rồi, pha rồi. Rồi. Vương bắt dính rồi Khải ơi. Dính nghe mày, móc thôi. Nghe mày còn một chút mau thôi. Đã chạy kịp thời rút lui. Rồi, một pha 2 F1 tiếp tục, nghe mày vẫn chưa xuống ngựa. Trận đấu đang diễn ra, chúng ta cảm giác rằng đang khá là bất lợi dành cho chiến đội của cô nhóc. Như chúng ta đã thấy là vòn vẹn dù là chỉ sở hữu cây truy bắn sát 60 thôi, nhanh PK khá là hay. Vừa rồi cũng một pha bắt dính của anh, nhưng mà rất tiếc chưa hạ được đối thủ của mình, đó là kiều nữ có chim. Hiện tại thì bây giờ thì Nga My đã xuống ngựa rồi Khải ơi. Rồi. Đúng, có chim đã xuống ngựa rồi. Sau cũng hơn 2 phút, gần 3 phút trôi qua thì Nga My chính thức bây giờ xuống ngựa. Thì không biết từ cho đến bây giờ thì cô nhóc còn bao nhiêu lượng máu để có thể trụ đam với anh Hờ Kim này. Nga My thì trong chiến đội cô nhóc thì em thấy hiện tại Nga My thì đang khá là nhiều máu. Bên cô nhóc thì anh chắc ta hết máu rồi. Nếu mà hai anh Hờ Kim cố gắng đẩy hướng về anh cái bang thì em nghĩ anh cái bang sẽ hết máu trước đó anh. Anh đang thấy có một số dòng vào người của Thiên Vương bang rồi em ơi, không biết là có kết thúc được hay không đây. Vẫn biết bây giờ là lượng máu của cái bang sẽ còn rất ít. Không biết là cái bang có kết thúc được Thiên Vương hay không đây. Đã thấy có dòng xuất được rồi. Nga My trong những rồi. Rồi Thiếu Lâm đã bốc hơi. Ủa sao tự nhiên Thiếu Lâm bốc hơi ta? What? Thiếu Lâm bốc hơi và sau đó Thiên Vương cũng bốc hơi sao luôn. What the hell? Ủa cái trận đấu kiểu không hiểu luôn em. Tự nhiên Thiếu Lâm chắc chắn với anh em là Thiếu Lâm là còn nhiều máu, tại sao là bốc hơi nhỉ? What? Không thể hiểu được. Không thể hiểu được. Thiên Vương bốc hơi luôn. Rồi, một pha giao tranh đến phút cuối thì chúng ta trong những giai đoạn đầu tiên thì chúng ta có thể nghĩ đến là hai anh Thiên Bang vẫn vẹn 49kg và kèm với anh Thiếu Lâm. Tỷ lệ phần thắng đang dành nghiêng về cho hai anh Hờ Kim này rất là cao. Không hiểu sao anh Thiếu Lâm tại bốc hơi, không biết là chắc là anh ta làm gì mà bốc hơi nhanh vậy ta. Nghe mi bán độ hả? Mất mạng thì không phải rồi, bởi vì Thiếu Lâm vẫn đang còn đứng ngoài này. Rồi anh công bố kết quả luôn đi anh Phèo. Vâng, như vậy là đội cận bã đã win ở hiệp thi đấu đầu tiên với tỷ số 1-0. 1-0 anh em ạ. Không thể tin được anh em.
Không thể tin được. Hiệp thi đấu thứ hai rồi. Một hiệp thi đấu quá nhiều những bất ngờ và chúng ta không thể hiểu được là chiến thuật của hai chiến đội như nào. Tại vì một mình cái mang phải gồng gánh. Gồng gánh. Không thể hiểu được. Không hiểu đánh kiểu gì mà sao Thiếu Lâm là hết máu ta. Em nghĩ thì trong những pha đầu tiên thì anh cái bang luôn đánh về hướng của Thiên Bang là chủ yếu nè. Không có đánh Thiếu Lâm nhiều mà sao ta, tại sao Thiếu Lâm lại tự nhiên bốc hơi, trong khi đó là anh cái bang cũng đâu đánh về hướng Thiếu Lâm đâu. Cái bang đang đánh Thiên Bang mà. Cái bang đang dồn vào Thiên Bang và lúc đó Thiên Bang đang chụp, đang bắt dính được cái bang, thậm chí đúng rồi. Cái bang còn không thể xuất đòn được. Ai, rất đáng tiếc. Chào Diamond, chào đồ anh phèo ơi, cô nhóc đi. Hiện tại như em thấy thì cô nhóc đang sở hữu cho mình một cây vũ khí làm chậm 40, một cây kích khá đẹp, một cây nón làm chậm 40, một dây chuyền mọc 13, 11 kháng tất cả, phục hồi 40 từ áo, bao tay thì vòng làm chậm 40. Có vẻ như này đang sở hữu mình 120 làm chậm anh phèo ơi, kèm theo đôi giày kháng lôi và đôi đai lưng kháng băng và nhẫn kháng băng thì giống độc khá đẹp, sinh lực khá là ok. Nhận kháng băng, nói chung là 3 món kháng băng. Uầy, làm chậm từ ngọc bội 30 nữa anh vào thì tính ra này lên đến 150 làm chậm luôn anh. Quá gắt, một ạc cả băng 150 làm chậm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến ạc nghe mi của chiến đội cô nhóc. Chúng ta đang sở hữu một cái kích làm chậm 40 luôn, một cái nón phòng thủ 20, dây chuyền kháng cả 16 hở hỏa, áo mọc 19-40, bao tay làm chậm 40 này, ngầm bội kháng lôi, nhận kháng lôi, phòng thủ 10, trung lượng phòng thủ được 30 và gia truyền nó được 46. Nghe mi được phòng thủ 46 nè, và lượng kháng lôi thì cũng khá là bình thường thôi, chỉ có 2 món kháng lôi mà thôi, 3 món mà thôi. Đôi giày thì kháng băng, nói chung là lá kháng băng thì dẫn độc khá là cao. Tính ra thì ạc này cũng được 85% và phòng thủ khá là ok đó nè. Anh Phèo tiếp tục soi xét đồ cho bên kia cho em đi anh Phèo. Đang soi vỏ vẹn 49 ký, đang soi tiếp vỏ vẹn 49 ký Khải ơi. Ok anh. Vâng, vỏ vẹn 49 ký thì sở hữu cho mình một cây chùy băng sát 60 điểm đạt, mới đạt được cái mốc dưới trung bình anh em ạ. Và một dây chuyền kháng tất cả 15, đón nằm chậm 40, bao tay sinh lực, áo phục hồi 40. Nói chung là đồ của Thiên Vương Bang thì không có gì để bàn cãi anh em ạ, không có gì để bàn được cái đôi cái set đồ của Thiên Vương Bang, ngoài cây chùy ra thì không còn món nào có thể ok hơn được nữa, ngoài cái cây chùy và cái dây chuyền ra. Nón chỉ có làm chậm 40 được, đúng làm chậm 40 thôi anh em ạ. Rồi, ok anh luôn. Và bây giờ thì trận đấu chúng ta ở round thứ hai đã chính thức bắt đầu. Chúng ta cùng chờ đợi xem trong round đấu này liệu BH Long Đỏ có bị như tình huống lúc nãy hay không. Anh em cùng chờ đợi xem thử như thế nào nha anh em. Chưa gì hết mà em đã thấy hai anh Hở Kim tiếp tục lại áp sát vào cô nhóc nào đó anh. Và cô chim thì vẫn đứng ở phía bên ngoài. Chấp mà. Nó là trình độ bơm máu khá là tốt. Và bây giờ cô nhóc tiếp tục xuống và giã rồng vào người của Thiếu Lâm. Tại sao rồng lại không tìm đến Thương Vương ta? Anh em cũng thấy thì trong những pha này thì cô nhóc vẫn đang cố gắng né đam. Hai anh vẫn đang tiếp tục đẩy hướng về cô nhóc rất là nhiều. Những lông rồng đã được đẩy ra đến vị trí của BH Long Đỏ. Dù sao cái chiến thuật kỳ lạ này cũng mang lại cho chiến đội của cô nhóc một cái hiệp thi đấu thành công rồi. Không biết là chiến thuật này liệu còn ổn không, khi mà cô nhóc vừa rồi đã bị khép góc nhưng mà rất là nhanh đã thoát được ra ngoài rồi. Trong trận đấu này như em thấy hoàn toàn cô nhóc đang muốn đánh vào hướng Thiếu Lâm rồi nè ơi. Anh nghĩ là nên đánh vào Thiên Vương Bang trước thì hiệu quả hơn. Thiếu Lâm đang trụ đàm, Thiếu Lâm đang trụ đàm kèm với những đoàn hàng lông. Thiên Bang bây giờ vẫn là 2-1. Vẫn 2-1 cả ạ. Đúng rồi anh ơi. Có vẻ như là hai anh Hờ Kim này nhìn bên xếp đồ của kiều nữ có chim, có lượng phòng thủ khá là cao anh ơi. So với hiện tại cấp hiện tại bây giờ thì lượng phòng thủ hơn 4x, gần 5x thì em thấy khá là cao nên hai anh này không thể nào kết thúc được ngay mi. Nên là hai anh đã tiếp tục đẩy hoàn toàn về hướng cái bàn đó anh. Ở đầu cùi thôi anh em. Nghe mi là chính thức xuống ngựa rồi. Nga mi đã xuống ngựa rồi. Còn kiều nữ có chim đang gánh phụ thêm cho cô nhóc rồi. Gánh phụ thêm cho cô nhóc cái bàn rồi anh em ạ. Nhìn vào thì chúng ta thấy thì bên Nga mi luôn chụp vào hướng Thiên Bang.
Rồng, ôi, băng rồng đã tiễn Thiên Vương Mang về quê rồi. Về quê luôn, một pha cover quá hay. Nếu mà cái băng rồng mà thổi rồng vào được người của Thiên Vương thì Thiên Vương rất có thể sẽ ra đi, và chính xác đâu. Như vậy là Thiên Vương đã ra đi trước, và sau đó là Thiếu Lâm đã cùng với người anh em của mình tiếp tục bước chân đi vào trận tranh 3-4, nhưng lại chung kết cho chiến đội của cô nhóc. Rất đáng tiếc. Đúng rồi anh, tại vì nhìn sơ qua xếp đồ của Thiên Vương Bang không có một món kháng hỏi nào luôn anh. Khá là đáng tiếc. Vài đam là Thiên Vương Bang bốc hơi rồi. Anh nói thì... từ giữa trận đấu rồi, nếu mà cái bang dồn nam vào Thiên Vương Bang thì Thiên Vương Bang dễ đi hơn. Nhanh. Rất đáng tiếc. Làm đúng cái chiến thuật đó và đã mang lại chiến thắng cho chiến đội của mình. Rồi. Như vậy chung kết đã có chủ. Trận quyết là sẽ đội Cặn Mã và đội Phật Sơn. Anh em chờ đợi trong giây lát anh em. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi đến trận chung kết đầu tiên. Đó là Cặn Mã với lại Phật Sơn. Đó là trận nhất nhì như là 3-4 trước thì phải anh Phèo. 3-4 đánh trước em. Rồi ok. Đánh 3-4 trước. Đúng rồi. 3-4 thì đó là vui chơi, chiến đội vui chơi sẽ giao tranh với chiến đội vừa rồi thua, đó là xin top 16 nha anh em. Anh em cùng tiếp tục xem diễn biến của trận tranh 3-4 giữa hai chiến